Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam thực tế.vn. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Trường Cao đẳng Quảng Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học Trường Cao đẳng Quảng Nam khóa 1, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham gia của gần 200 hội viên, đại diện cho hơn 1.100 hội viên là cán bộ công chức viên chức người lao động và học sinh trong toàn trường. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội khuyến học gồm 9 thành viên. Ban kiểm tra gồm có 3 thành viên, trong đó Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam Võ Thanh Tùng được bầu làm Chủ tịch Hội khuyến học của trường. Đại hội cũng đã thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2028. Hội khuyến học Trường Cao đẳng Quảng Nam đặt ra mục tiêu hoàn thành bộ máy, hệ thống tổ chức Hội khuyến học trong nhà trường với 100% các phòng, khoa, trung tâm đều có chi hội khuyến học. Phấn đấu 100% viên chức, người lao động và 80% học sinh đăng ký là hội viên hội khuyến học trường. Đại hội cũng đã nhất trí bầu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng, kiêm chức vụ Chủ tịch danh dự Hội khuyến học Trường Cao đẳng Quảng Nam, khóa 1, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, Đại hội đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, kinh phí do Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, doanh nghiệp tài trợ. Trường Cao đẳng Quảng Nam thời gian qua luôn quan tâm đến công tác khuyến học, giúp đỡ, hỗ trợ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường. Việc thành lập Hội khuyến học được thống nhất có chủ trương chỉ đạo của nhà trường, hướng dẫn của Hội khuyến học Quảng Nam nhằm đưa công tác khuyến học hoạt động nề nếp và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 7, Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng với Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Đặc biệt, Hỗ trợ Người khuyết tật và người nghèo tại Hà Nội và Lâm Đồng đã thực hiện chương trình thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, đoàn đã trao những suất học bổng, các nhu yếu phẩm sinh hoạt và 3 máy tính sách tay tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ với các tiết mục biểu diễn múa truyền thống dân gian của Hàn Quốc. Các tình nguyện viên cũng trực tiếp vào bếp để nấu trọn vẹn bữa ăn gia đình truyền thống thuần túy của người Hàn Quốc, dành cho tất cả các cá nhân đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, học tập tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng. Các món ăn này cũng theo truyền thống văn hóa của Hàn Quốc. Tổng kinh phí tổ chức đợt này gần 50 triệu đồng. Theo đại diện của tổ chức tại Việt Nam, những hoạt động ý nghĩa này nhằm thể hiện mong muốn đem những nét đẹp văn hóa truyền thống của Hàn Quốc dành tặng bạn Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, giúp các bạn Việt Nam có thêm tình yêu và niềm tin để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với Quỹ Châu Á và Trung tâm Giáo dục Phát triển CED tổ chức lễ trao học bổng lần thứ 2 và giao lưu hướng nghiệp cho 101 nữ sinh lớp 10 vượt khó và hiếu học năm học 2022-2023. Tại chương trình, mỗi học sinh được nhận một suất học bổng trị giá 2,2 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức tư vấn hướng nghiệp về kỹ năng sống, chọn ngành nghề cho các bạn học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tìm hiểu rõ thêm về ngành nghề mà mình chọn khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Được biết, đây là năm thứ 6 Hội khuyến học thành phố Cần Thơ và Quỹ Châu Á phối hợp tổ chức chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, Hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp Hidico vừa trao 2 tủ sách khuyến đọc cho học sinh và người dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể, Hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp Hidico đã trao tặng tủ sách cho trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Chí và nhà văn hóa ấp 4, xã Minh Hiệp, huyện Cao Lãnh. Tổng giá trị của 2 tủ sách này là 20 triệu đồng. Ban tổ chức hy vọng là thông qua tủ sách này sẽ truyền thêm cảm hứng cho học sinh về văn hóa đọc, lan tỏa tinh thần tự học tập trong giáo viên, học sinh và người dân địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam thực tế.vn. Hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.